Cảm xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảm sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cả nhà mình nè. Một cái cách nữa thì để mình loại bỏ cái mùi hôi ở trên bồn cầu mình nhà tắm nha. Thì hầu hết thì bồn cầu mình sử dụng lâu ngày á, nó sẽ có tình trạng nha, nó hôi. Mà cả nhà mình thì nhiều khi mình bận công việc đi làm gì đó, mình không có thời gian để vệ sinh những bồn cầu và toilet của mình. Thì đó, thì hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ cho các cách để mình vệ sinh cực kỳ đơn giản và hãy áp dụng ngay cách này. Thì tiếp tiên á, mình sẽ làm sạch cái bồn cầu mình trước. Thì cả nhà mình cho dưới đây một ít xà bông bột nha, xà bông gì cũng được nha. Thì mình sẽ rửa đều lên, thì mình sử dụng một ít xà bông bột này nè, thì mình rửa đều lên cái bồn cầu này nè, để mình vệ sinh cho nó sạch cái bồn cầu trước đi. Rồi Cảnh sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cái cách để mình thử cái mùi tanh hôi nha. Thì cái cách này hầu hết thì xà bông ở nhà mình á, lúc nào cũng có, thì cả nhà mình á hãy áp dụng và mình sẽ làm cái cho nó sạch sẽ cái bồn cầu mình đi, rồi mình sẽ loại bỏ những cái mùi hôi. Hầu hết á thì bồn cầu mình sử dụng lâu ngày á, mình đã không có khử mùi và mùi hôi này kia nó sẽ có những cái mùi rất là khó chịu, nên trước tiên mình phải loại bỏ đi những cái mùi hôi này. Và mình cắt lên cho Cảnh một ít bột đó, xà bông bột á, thì mình để đến đây tầm khoảng 10 phút sau mình sẽ vệ sinh mình rửa nha. Rồi sau thời gian 10 phút, Cảnh sẽ kỳ cọ rửa ba cái phần này nha, mình làm sạch trước. Rồi sau khi á, mình đã cọ rửa như thế này đã sạch thì mình sẽ xả nước qua và mình sẽ đi làm một cái công thức để mình loại bỏ những cái phần hôi nha cả nhà. Rồi bây giờ Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh nha, để mình khử cái mùi hôi tanh thôi nha. Rồi tiếp theo cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một ít nước đá nha. Thì nước đá thì mình nếu không có đá cục thì mình mua đá bi cũng vẫn được nha cả nhà. Thì hầu hết á, cô chú bác anh chị mình á, hay đi ăn quán, ăn nhà hàng đồ á, vô những cái toilet thì không biết cô chú bác anh chị mình có để ý hay không, trong những cái bồn toilet của nam hay nữ gì đó thì nó sẽ có một lượng nước đá bi để chảy trên đó. Thì trong khi đó mình đi ăn mình sẽ để ý là mình gặp liền, thì để cái nó khử được những cái mùi hôi tanh khi mình tiểu tiện đồ ra nó sẽ bán đi. Thì nếu mà trong nhà mình nếu mùi nó hơi nặng quá thì mình sẽ sử dụng thêm một ít chanh nữa nha. Đây thì chanh á, thì mình sắc mình nặng vô cho trong phần nước đá này đó. Nếu mà là cho trong cái bồn cầu của mình á, nó sẽ cái mùi nặng, mình sẽ áp dụng theo cách này. Còn nếu mà mùi thì nhẹ nhẹ thì có thể mình sử dụng bằng nước đá không cũng vẫn được nha. Cảnh sẽ nặng vô đây, trong đây là vắt vô đây là hai trái chanh nha. Thì mình giờ sử dụng một trái cũng vẫn được, mà đây Cảnh sử dụng tới hai trái đó. Rồi sau đó mình sẽ cho vô đây một ít muối nha. Thì muối á, nó có cái độ là sát khuẩn, thì cả nhà mình biết á, nó sẽ sát khuẩn đi những cái toilet mình nó hôi và nó dơ, nó sát khuẩn được nha.
Rồi bây giờ Cảnh mời cả nhà mình xem Cảnh nha. Thì cái bồn của mình đã vệ sinh xong thì mình sẽ cho có phần nước đá vô nha cả nhà. Đây đó, mình cho thẳng vô đây. À, mình sẽ cho thẳng vô như thế này thì mình đợi trong vòng 2 tiếng nó tan phần nước đá xong, rồi 2 tiếng sau thì cả nhà mình vô xem cái mùi nó sẽ không còn nha, thì nó có mùi chanh rất là thơm đó. Thì hầu hết thì cả nhà mình muốn loại bỏ những cái mùi hôi ở trong toilet của mình hãy áp dụng ngay cách này cho Cảnh nha. Đây cái này là rất là hiệu quả luôn nha cô chú bác anh chị. Thì cô chú bác anh chị mình á, có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.